Sau đây mình sẽ làm một cái average of 5. Còn bao nhiêu mã này, con này là quy di thân lực pháp. Sau khi scram xong rồi thì mình sẽ trước mặt xem thời gian. Chúng ta sẽ có thời gian là 32 giây. Tiếp tục. Tay đổ mồ hôi. Rất là thú. Mình sẽ đổi cube cho lần cuối cùng để solve. Mình sẽ đổi dạ chưa, để con đặt. Con thắng cho mà quên trả nè. Dạ. Bốn mươi phẩy không bảy giây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.